Ok, hôm nay mình sẽ mang đến cho các anh tựa game. Anh em một tựa game rất là hay, nó chính là từ tí mình còn quên mất không nhớ. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn nhân vật, sẽ có 3 phần. Thứ nhất là chọn loại tóc. Ok, có 4 loại tóc cho nam và 4 loại tóc cho nữ. Mình sẽ chọn đầu đỏ đi. Da thì mình sẽ là người da vàng, mình sẽ chọn da vàng. Quần áo thì không cần đặc sắc lắm, mình sẽ chọn bộ này đi cho nó cute. Ok, bây giờ đến phần đặt tên. Mình sẽ đặt một cái tên rất là thân thương, nó là Minh. 1, 2, 3, 4. Ok. Tiếp theo là bắt đầu à? Rồi đó, đợi thì nó loát. Ok, bắt đầu tạo ra video của bạn nào. Bắt đầu chọn một trong các loại sau, điều tuyệt vời sẽ đến trong vài ngày. À, đây kiểu điểm danh à? Chơi game à? Hóa ra là dí vào máy tính để chơi game. Ta 8, 3, 7, 6, 4, 3, 2, 3, 1, 30. Có một sự thật là tay này còn không vươn tới được đến cái laptop mà chơi game. Đánh cấp 1 luôn này. Ok, trên channel của bạn đây, bạn có thể xem video của bạn trong cái không có comment. Ở đây có một lượt like, một comment. Chỉ tìm thấy những thứ channel của bạn mà tôi có thể subscribe. Đương nhiên cái này thì không, rất là comment rất là láo toét. Ok, thế là cứ được hai đồng suốt vậy. Livestream được 2 đồng à? Thử loại thứ hai là fun, vui vẻ à? Vẫn là dí rồi à? Thử 4 ngón tay được nhanh hơn không? Dí rồi, xem một cá bố rồi. Nhận ra một điều là nó cũng không nhanh lên lắm, nên chuyển sang xí 2 ngón tay. Tính ra là có, nó cho 5 phút thì phải, 5 phút vào mỗi lượt dí là 1 giây, thì đâm ra là sẽ có 300 lượt dí. Ok, 80 lượt nữa, 70, 60, 50. Mất thời gian ghê. Thế là game này chỉ việc dí là ok, xong. Và tiếp theo là gì đây? Lại là top 1. Số người subscribe cộng lên 81, lượt view cộng thêm 140. Là lý. Tiếp tục ta lại con mèo, xem nó là cái gì. Tôi cũng không hiểu nó nói gì. Vẫn là dí. Ôi, lần này dí nhiều thế. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Tôi bỏ cuộc kiểu gì? Reproduct. Hình như là tạo video về con mèo đó. Vãi trưởng. Cái game chỉ dí nữa.
video về smile à, slide à. Nó cái gì vậy? Xí cái này gì? À, lọc con bình à. Không nên mình muốn tạo nhiều video này. Funny là có. Chẳng hiểu nó nói cái gì. Ok, hết video rồi này. Một cáo nè. I want that treasure. Ah. Ok, tiếp tục. Cái cốc có cánh biết bay kia thì như được tăng tốc độ. Chỉ được một thời gian xong cũng mất tốc độ đó. Đến lúc lọc con mình rồi. Cái này là xấu này. Tôi là robot. Xấu nốt. Khi nào video tiếp theo ra. Ok. Đây. Bộ phim này thật là tồi tệ. What the hell. Không bao giờ xem cái này. Yes. Nhiều âm nhạc hơn. Tân tân. Yes. Chỉ tìm những cái ngoài channel này tôi có thể subscribe. Yes. Là thế nào để không bao giờ xem video này? Oh no! Thật là điên rồ, con mèo thật là điên rồ. Oh no! Lại ra chứ. Khi nào video tiếp theo xuất hiện? Sớm thôi. Khi làm thế nào để không bao giờ xem channel này? Chắc là bạn không cần xem. Con mèo này là con mèo của bạn hay sao? Yes! Bạn làm cái gì? Khó hiểu quá. Hóa ra là phải lọc đúng hết mấy cái này thì mới được qua. Lại quảng cáo. Đùa, cái game quảng cáo nhiều vậy. À, có cái cốc rồi. Đó, thế là sắp xong cái video thứ 3 rồi. Và kia nó đơn giản như thế này. Hóa ra anh này là một anh YouTuber. À, tóm tắt lại kia nó là có một anh YouTuber làm về những cái thể loại video. Và mình sẽ có nhiều chức năng, đó chính là tạo video và cách dí liên tục vào màn hình. Thứ hai đó là đây là các trang bị cho cửa, à, cho cái studio, nâng cấp máy tính. À, hóa ra đây nâng cấp máy tính cho tớ phải gì nhiều thôi. Nâng cấp lực sắp. Ok.